Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin phòng chi bệnh vật nuôi của công ty cổ phần Eco Nam Dũng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Ở bản tin ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ với mọi người về chủ đề bệnh lở mồm long móng trên châu bò. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong chăn nuôi châu bò. Sự nguy hiểm của bệnh là do khả năng lây lan rất nhanh và phát tán rộng qua không khí. Do đó, khi bệnh bùng phát, thiệt hại là rất lớn cho người chăn nuôi. Vậy, xin được chia sẻ với mọi người về nguyên nhân, triệu chứng, biện pháp phòng và trị bệnh lở mồm long móng trên châu bò như sau. Đầu tiên là nguyên nhân gây bệnh. Bệnh lở mồm long móng ở châu bò là bệnh truyền nhiễm, lây lan nhanh gây ra bởi một trong 7 típ virus, trong đó có các típ là típ A, O, C, Asia 1, SAT 1, SAT 2 và SAT 3 với gần 70 phân típ. Ở Việt Nam đã phát hiện bệnh gây ra bởi 3 típ đó là A, O và Asia 1. Về cách thức truyền lây, bệnh lây lan qua đường tiếp xúc giữa động vật khỏe với động vật mang mầm bệnh hoặc sản phẩm động vật, thức ăn, nước uống, không khí, chất thải, dụng cụ, phương tiện, vận chuyển có mang mầm bệnh. Bệnh thì lây lan từ vùng này sang vùng khác, tỉnh này sang tỉnh khác, nước này sang nước khác, theo đường vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Động vật mắc bệnh lở mồm long móng là các loài động vật có móng guốc chẵn như là trâu, bò, lợn, dê, cừu, hươu, nai. Hai là triệu chứng của bệnh. Thời gian ủ bệnh là từ 2 đến 7 ngày. Châu bò có bệnh có triệu chứng. Đầu tiên đó là sốt cao 41 đến 42 độ C trong 2 đến 3 ngày, chảy nước mắt, nước mũi khi sốt. Nước dãi trắng như bọt xà phòng chảy liên tục thành sợi từ miệng xuống đất. Khi kiểm tra niêm mạc mũi, miệng, lợi, răng, trên mặt lưỡi mọc các đám mụn màu đỏ, sau mọng nước trắng da và vỡ loét để thành các vết sẹo nhiều màu, có thể là màu đỏ, màu vàng hoặc màu xám, làm cho gia súc bị đau đớn và khó ăn uống. Quan sát quanh móng chân con vật cũng có các mụn loét giống như ở miệng. Các mụn loét thì vỡ loét ra, có thể bị nhiễm trùng và bong móng chân làm cho con vật đi lại khó khăn và chỉ nằm một chỗ. Ở châu bò cái hoặc là bò sữa, khi bị bệnh thì thường có mụn loét ở núm vú, bầu vú, làm cho bầu vú sưng cứng và tấy đỏ lên. Châu bò cái mang thai khi bị bệnh thì thường tỷ lệ sảy thai cũng rất cao. Đối với châu bò trưởng thành khi bị bệnh thì tỷ lệ chết là từ 3 đến 5%. Còn đối với bê nghén non khi bị bệnh thì chết với tỷ lệ cao hơn. Thứ ba đó là phòng bệnh lở mồm long móng trên châu bò. Vì đây là bệnh virus, vì vậy biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất đó là sử dụng vaccine. Tiêm phòng 2 lần trong 1 năm, lần thứ nhất cách lần thứ 2 6 tháng. Lần thứ nhất tiêm vào tháng 3 hoặc tháng 4, lần thứ 2 tiêm phòng vào tháng 8 hoặc tháng 9. Biện pháp phòng bệnh thứ 2 đó là vệ sinh sát trùng. Thực hiện vệ sinh chuồng trại hàng ngày và phun thuốc sát trùng định kỳ bằng các sản phẩm như là ND iodine hoặc là sản phẩm đó là ND thuốc sát trùng. Cuối cùng đó là cần nuôi dưỡng chăm sóc tốt đàn châu bò, đảm bảo khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng và đủ nguồn nước, kết hợp thêm sử dụng các sản phẩm bổ trợ như là men tiêu hóa sống hoặc là glucan cao tỏi để tăng sức đề kháng với bệnh. Thứ tư đó là điều trị bệnh lở mồm long móng ở châu bò. Vì là bệnh virus, do vậy là chưa có thuốc chữa trị đặc hiệu. Do vậy khi châu bò bị lở mồm long móng thì cần phải xử lý như sau. Bước 1 đó là xử lý các mụn loét. Thì các mụn loét ở miệng hoặc là ở chân thì có thể sử dụng là sản phẩm đó là ND iodine pha loãng hoặc là sử dụng nước muối ấm để rửa sạch và làm sạch vết thương chống nhiễm trùng. Cũng có thể sử dụng các biện pháp dân gian là quả khế chua hoặc là quả chanh sát vào các vết loét. Tiếp theo để cho các vết loét mau khô và chống nhiễm trùng thì sử dụng sản phẩm đó là Chloracin Q Plus. Đây là một sản phẩm đặc biệt với công thức độc đáo, có sự kết hợp của kháng sinh đó là Neomycin, bổ sung các hoạt chất như là xanh metilen, vitamin A, kẽm. Với dạng vòi xịt rất là tiện lợi, có thể xịt trực tiếp vào các vết loét ở chân, móng, bầu vú hoặc là ở miệng. Bước thứ hai đó là sử dụng thuốc kháng sinh để phòng các bệnh ghép kế phát. Có thể sử dụng một trong các sản phẩm sau đây. Có thể sử dụng đó là sản phẩm đó là bộ sản phẩm Sep Ketogon. Đó là sự kết hợp của thành phần thuốc kháng sinh đó là Sep Tiafua cộng với sản phẩm kháng viêm giảm đau hạ sốt là Ketobrufen. Hoặc có thể sử dụng sản phẩm đó là TD Bactan LA, TD Cefanil.
TD Certifor 10% hoặc là sản phẩm TD Amogen kết hợp với việc sử dụng thêm các thuốc bổ trợ như là hạ sốt bằng một trong các sản phẩm như là TD Allergin CXL hoặc là Allergin Inji. Kháng viêm giảm đau có thể sử dụng một trong các sản phẩm như là TD Desa hoặc là sản phẩm Ketofen. Trợ sức trợ tim tăng lực bằng một trong các sản phẩm TD Calcium Caffeine hoặc là TD Butosan. Sử dụng kết hợp các loại thuốc ở trên tiêm liên tục cho con vật từ 3 đến 5 ngày. Bước 3 đó là chăm sóc cho con vật, đảm bảo giữ chuồng nuôi khô ráo, sạch sẽ, lót chuồng dày cho gia súc nằm, cho ăn cỏ tươi, cỏ mềm, bổ sung vitamin, điện giải. Có thể bổ sung các chất điện giải như là Oregon C, TD Glucose thảo dược. Kết hợp với các biện pháp vệ sinh tiêu độc khử trùng như rắc vôi bột, phun thuốc sát trùng định kỳ, phun thuốc diệt ruồi muỗi. Vừa rồi là một số thông tin chia sẻ của tôi về bệnh lở mồm long móng trên châu bò. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình phòng và trị bệnh lở mồm long móng cho vật nuôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin phòng trị bệnh vật nuôi của công ty cổ phần Eco Nam Dũng. Mọi thông tin chi tiết mời quý vị truy cập website econamdung.com.vn hoặc liên hệ hotline 0901 88 2018. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.